Hôm nay những đức học tập chư vị một công đoạn mọi người ai cũng cần được sự quan tâm, cũng như bản thân chúng ta thôi. Thí dụ như ai quan tâm mình thì mình cũng thích, ai lo lắng cho mình thích. Lúc mình bệnh đau gì đó mà tao quan tâm, chăm sóc, hỏi han thì mình rất là thích. Còn nếu như mà không ai quan tâm, không ai hỏi han đến đó, thì cũng buồn lắm mấy vị. Buồn. Thì nghĩ từ ngay mình thì nhất định mình sẽ nghĩ được cho người khác. Nhất là ở trong đoàn thể, sống mà không có quan tâm cho nhau, đây là một cái hành động thiếu giáo dục. Con người mà không thương con người thì làm sao mà chúng ta làm Phật được quý vị? Nên con người phải thương con người phải quan tâm con người. Nên trong đoàn thể, những đức có thường nhắc nhở chúng ở trong chùa, ai bệnh đau từ thường trụ cho tới cộng tu, mình phải chân thật phát tâm, mình hỏi han, thăm lơm, nấu cháo được cho người ta miếng. Mình đi tu về mình hỏi một tí. Không tốn tiền mà mình lại có phước. Thì từ đoàn thể được nghe gì, rồi mỗi gia đình thì nhớ rằng sống trong gia đình mà khi còn khỏe thì kiếm tiền bạc vật chất đem về nhà, mà khi bệnh đau mà không ngó ngàng gì đến hết, để nằm chèo queo đó, buồn lắm. Hoặc là đưa vô bệnh viện cái không ai ngó ngàng quan tâm chăm sóc hết, để nằm trong bệnh viện, buồn lắm. Cái tâm trạng buồn đó đó quý vị, nó không hết bệnh. Mà có những người họ còn nghĩ quẩn hoặc tiêu cực. Nên có những người sống với nhau là vợ chồng, vậy mà nghe tin chồng hoặc vợ mình ung thư hay bệnh gì đó, vậy mà họ nỡ lòng họ bỏ đi, đi tìm cái niềm vui mới của họ. Có người sống vậy thì quý vị coi quá tệ không quý vị? Nếu như con người mà đến với con người như vậy thì còn thua loài cầm thú. Phải nhớ. Nên mỗi một con người chúng ta sống mới có tình có nghĩa. Nhưng Đức thường nói rằng cái chữ tín nó quan trọng dữ lắm. Uy tín quan trọng. Nghèo chưa phải đáng sợ. Bệnh đau chưa đến nỗi quá đáng sợ. Nhưng cái đáng sợ nhất nè, con người mà mất lòng tin đối với tất cả mọi người, ai cũng không tin tưởng mình hết. Đây là cái mất mát lớn nhất, đây là cái thiệt thòi lớn nhất của đời người. Mình thiếu học, mình nghèo, mình không đủ sức khỏe, nhưng mình lại có được một cái chữ tín rất là cao, một lời nói mình ta tin tưởng, thì mình còn có cơ hội. Còn nếu như ba thứ kia mình đều được nhưng mà mình không có chữ tín thì cả như quý vị không có đắc dung thân. Tại vì không ai tin tưởng mình, không ai mà tiếp nhận mình hết, chịu thua.
Nên á, gầy dựng cái chữ tín cực kỳ quan trọng. Nên người xưa mới nói câu là nghèo cho sạch, rách cho thơm. Đây là muốn dạy con cháu của họ là phải sống cho đàng hoàng, nghiêm túc. Nên sự quan tâm, lo lắng cho nhau là việc con người ai cũng cần. Nhưng mình lại không quan tâm, lo lắng cho người ta thì làm sao bản thân của mình được sự quan tâm, lo lắng từ người khác dành cho mình. Cái nhân, cái quả nó rất là tương đồng. Nếu như bản thân chúng ta mà sống không có tình, không có nghĩa, làm sao mà người ta sống có tình, có nghĩa với mình? Bản thân mình sống mình không có ngó ngàng, nghĩ ngợi đến ai thì ai nghĩ ngợi, ngó ngàng đến mình? Nên người xưa có câu nói rất là hay: ta vì thiên hạ vì ta. Còn nếu như ta vì ta thì không ai vì ta cả. Sự thành công gì cũng phải có đoàn thể. Sự thành công mà chỉ có cá nhân thì không bao giờ thành công được. Sự thành công đều được sự giúp đỡ cùng chúng ta. Mà muốn được mọi người giúp đỡ chung tay thì phải có chữ tín. Con người thì ai cũng có cái sai, nhưng cái chỗ gầy dựng chữ tín nhất định bản thân mỗi người chúng ta phải làm cho bằng được. Dù mình tu nhiều chục năm gì đi chăng, nhưng người ta mới vô chùa tu, bệnh đau mình chỉ cần ghé ngang thăm hỏi một tiếng, lương tâm ta cảm thấy rất là vui. Nên những đức thường nhắc nhở toàn thể đại chúng của bốn điểm đạo tràng: mỗi một con người bệnh đau, bên nam thì nam quan tâm, bên các cụ ông thì bên các cụ ông nam quan tâm nhau. Còn các cụ thì nhất định các cụ cũng hỏi han quan tâm nhau. Còn các cô thì các cô hỏi han quan tâm nhau. Đều có một nội bộ quan tâm lo lắng cho nhau khi bệnh đau. Quý vị biết rằng mình được tiếp nhận giáo dục. Thí dụ như mình đi vào cái chỗ làm, mà cái chỗ làm đó được chủ có đạo đức. Khi mình bệnh đau thì chủ lại quan tâm. Dù mua cho một hộp sữa đi chăng nữa cũng cảm thấy trong lòng an ủi. Rồi hỏi thăm tiếc, hoặc bố trí người lo lắng nấu cháo đồ cho ăn. Thật sự mà nói, cái người đó khi người ta hết bệnh, người ta làm cực lực, người ta cảm thấy vui lòng vì sống như một con người có đạo nghĩa. Còn nếu như mà sống với một người làm chủ mà họ chỉ biết kiếm tiền, họ coi người làm công như cỏ rác, cái người làm chủ này không có tồn tại đâu quý vị. Chắc chắn quý vị luôn, không có tồn tại đâu. Sớm muộn gì thì cũng sạt nghiệp. Tại vì dùng con người như công cụ mà không biết quan tâm lo lắng cho người ta. Mình dùng người vậy mình không có đức. Mà người mà không có đức thì sao thành đạt được. Người xưa nói câu: đức thắng tài là người quân tử, mà tài thắng đức là kẻ tiểu nhân. Nếu như mình mà có đức, dù tài nghệ của mình không được cao, nhưng mà mình cũng thành công. Mà mình có tài mà mình có đức là bị trở thành cái ác, thủ đoạn, tổn phước đức của mình rất là mau. Nên dạy con cháu là chân thật nhiệt tình, sống có tình có nghĩa, đó là đức. Niệm niệm nghĩ lợi ích cho người, đó là đức. Niệm niệm nghĩ lợi ích cho mình, đó là mắc đức. Nhớ. Nên hồi xưa những đức đi vào chỗ làm, mỗi lần bệnh ít ai quan tâm lo lắng. Tự nhiên thấy tủi thân. Rồi đi vào chỗ làm không ai nhắc nhở chỉ dạy mình. Mình chỉ quê lên ngơ ngơ ngáo ngáo như nai tơ. Tự nhiên rồi có khi bưng chén cơm lên ăn thấy tủi thân, cuộc đời trôi nổi vì chén cơm manh áo mà thấy xa quê, xa gia đình. Rồi bị người gầy la chửi mắng ở khi mình không biết việc, không ai chỉ dạy. Nên những đức nêu lên rằng tất cả những người làm chủ nên sắp xếp có một người có đạo đức ở trong vị trí từ buôn bán, nhà hàng, rồi tất cả vị trí công ty xí nghiệp.
Người đó là người quan tâm những thành viên làm việc. Khi bệnh đau, hay người mới vào, hay người lỡ có sự sai sót gì, thì người đó là người giống chỉ đạo viên. Họ là người nhắc nhở, có tâm khoan dung tha thứ, thương yêu. Và người ta mới vô chỗ làm nhắc nhở, tế nhị đàng hoàng. Quý vị nếu như mở cái công ty xí nghiệp, mở ra quán ăn hay là những vị trí kinh doanh mà có một người như vậy thì quý vị sẽ thành đạt. Tại vì người ta vô làm, người ta bỡ ngỡ ban đầu chưa biết việc. Mình là người hiểu biết hết, mình phải chỉ dẫn, phải quan tâm, phải lo lắng. Khi người làm công có bệnh hoạn thì mình nên hỏi han. Một hộp sữa có bao nhiêu tiền, nhưng đó là một cái tình con người đến với con người. Việc này cực kỳ quan trọng. Vì những đứa đã từng trải qua thời gian đi làm thuê làm mướn mười mấy năm, đi làm công được cho nhiều người, những đứa thấy được có nhiều người làm chủ, họ có một cái tâm bóc lột sức lao động của người làm công. Có khi họ mong muốn người ta làm nhiều, bắt làm nhiều, làm thêm giờ, nhưng mà không có đối đãi tình cảm. Thì phải nhớ rằng, thí dụ như ta làm gì cực, mình ly cà phê hay là miếng đồ ăn gì cũng cảm thấy vui. Khi con người ta mà vui rồi, tự nhiên ta thấy làm biết mệt. Còn mình chỉ biết bắt người ta làm mà mình không quan tâm tới chuyện cuộc sống của người ta thì không được. Nên nghe qua công đoạn này, tất cả những người làm chủ cả phải nhớ, muốn có cái đức để thịnh vượng lâu dài và dạy con cháu mình có đạo đức, thì phải nhớ rằng là thương yêu những người dưới tay, quan tâm giúp đỡ con người đến với con người, và dạy con cháu mình điều dạy Iran như vậy, thì quý vị nhớ, quý vị sẽ thành công lắm. Và sự thành công quý vị tiếp tục để cái đức lại cho con cháu, đó là dạy con cháu tiếp nối, phải có đức. Nên con cháu của mình mà ỷ giàu sang phú quý, hà hiếp người làm công, chửi rủa người làm công, là nhìn từ cái góc độ của người làm cha mẹ, làm chủ lớn. Hành động đối với người làm công tệ bạc, con cháu học theo làm điều này. Đây gọi là gia đạo mất đức, gia đạo không được giáo dục. Một gia đạo mà người ta đến mà con cháu không biết phanh tay thưa hỏi, đây là một gia đạo sắp sửa suy thoái, vì không có được tiếp nhận giáo dục. Quý vị phải nhớ chỗ này nghe, việc này cực kỳ quan trọng. Sanh con cháu đã khó mà dạy con cháu nên người càng khó. Nếu như sanh con cháu mà để dung dưỡng con cháu, để trở thành những con người không có ra gì đối với xã hội, không có sự cống hiến lợi ích, thì vô nghĩa khi sanh con cháu và nuôi không lớn. Quý vị phải nhớ chỗ này rất là quan trọng. Nên những đức nói rằng là mỗi người ai cũng cần được sự quan tâm. Như vậy thì bản thân mình cũng như vậy, thì mình phải đến với người ta thì sao? Hoặc là những người người ta lỡ gặp những cái tai nạn gì, mình giúp được thì giúp, chứ mình đừng nên chỉ trích hoặc nói này nói kia người ta nữa. Những người ta lỡ bước xa cơ việc này việc kia, mình giúp được thì giúp, còn không được thì thôi. Mình đừng có nên châm biếm người ta. Mình châm biếm người ta, mình sẽ tạo cái nghiệp rất là lớn. Nên người xưa có câu nói giúp ngặt, lúc người ta ngặt nghèo khó khăn, giúp được giúp, chân thật giúp. Nên mỗi một người mình sống trong cuộc đời này thì mình cứ sống hết lòng, mình sống cho nhiệt tình hết lòng thôi. Chứ đòi hỏi mà trọn vẹn với tất cả người thì không được. Nhưng bản thân của mình cứ sống hết lòng, đúng lương tâm của mình. Nên những đức học được tư tưởng của Bác Hồ, một vị lãnh tụ mà người Việt Nam chúng ta thường nói câu rằng là ngàn năm nhớ ơn Bác. Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm, người dân Việt Nam muôn đời nhớ ơn Bác Hồ.
Một con người cũng như là chúng ta, nhưng họ lại làm được một cái việc quá phi thường. Là vì sao? Họ được tiếp nhận giáo dục, họ có một góc độ nghĩ lợi ích cho người. Đây mới là thịnh vượng này. Đời đời đều nhớ ơn, đó là thịnh vượng. Còn nếu như chúng ta chỉ có nhất thờ thịnh vượng mà đời đời ai cũng chăm biếm mình, vậy thì đây gọi là gia đạo bị suy thoái. Giống như trong lịch sử những đức coi như Tào Tháo, một đời quanh quanh liệt liệt, nhưng khi chết đi thì dòng họ Tào Tháo đều suy thoái. Tằng Cối vì lợi ích riêng mà hại chung thần, gọi là bán nước. Đời sau con cháu cãi họ, không dám để họ của Tằng Cối. Còn Tào Tháo thì một đời thịnh vượng, nhưng mà khi xây lăng mộ thì ông để di chúc là xây trong 70 mấy cái lăng mộ. Để khi người ta hận ông, muốn đào mộ ông thì không biết đào cái phần mộ nào. Quý vị coi, một đời thịnh vượng mà như vậy thì cái góc độ về giáo dục nhân sinh không được tiếp nhận. Đó không phải thịnh vượng, đó chỉ là nhất thờ. Mà đời đời phải chịu sự quyền rủa và con cháu bị suy thoái. Nên người xưa nói câu rất hay: ông bà cha mẹ có đức thì con cháu mặc sức mà ăn. Nên gầy dựng cái đức cực kỳ quan trọng. Người tu xuất gia hay là cư sĩ tại gia, bất cứ hạng người nào cũng gầy dựng cái đức là việc cực kỳ quan trọng. Gầy dựng cái đức quan trọng lắm. Chính bản thân những đức khi gặp Phật Pháp, những đức mới hiểu được cái việc tiếp nhận giáo dục và con người thương con người là cực kỳ quan trọng. Những đức đã nhiệt tình làm chỗ này, hình như cuộc đời những đức đã có sự thay đổi rất là lớn trong cuộc đời. Mà rất là nhiều bạn bè, người quen khi gặp những đức họ rất là kinh ngạc, vì cuộc đời những đức đã có sự thay đổi cực kỳ lớn luôn. Cái thay đổi của những đức là từ khi gặp Phật Pháp, những đức chuyển cái tâm lại. Ngày xưa những đức niệm niệm chỉ nghĩ về mình, nhưng bây giờ những đức lại nghĩ về người khác, là làm lợi ích cho người khác. Những đức có nhiều ý nghĩ lợi ích cho người khác, có phước báo đem giải rộng cho người khác được dùng, làm những việc lợi ích, niệm niệm nghĩ lợi ích cho người khác. Những đức thấy cái số mệnh của những đức đã thay đổi rất là lớn, thay đổi mà đến mức bản thân những đức kinh ngạc vô cùng. Như vậy thì con người có thể thay đổi số mệnh, quý vị. Từ thọ mạng chết yểu nhưng ăn chay, niệm Phật phóng sanh, không sát sanh nữa, rồi sống thiện tâm, biết giúp đỡ người khó khăn, làm những việc thiện. Số mệnh người này chết yểu, công danh không có thành đạt, nhưng mà người này chỉ cần tu phước duyên cho tốt thì tức khắc công danh của họ sẽ thay đổi tốt đẹp. Họ không có con cháu nói giỏi tâm đường, nhưng họ biết tu nhân tích đức, chân thật tu nhân tích đức thì tức khắc có con cháu nói giỏi tâm đường. Con người có thể thay đổi số mệnh 100%, có thể thay đổi số mệnh. Nghèo khổ xấu xí cỡ nào, nếu như gặp được Phật Pháp, quý vị chỉ cần tu nhân tích đức, điều chỉnh chân thật nhiệt tình niệm niệm về người, thì không lâu nhất định số mệnh sẽ thay đổi 100% thay đổi. Chính bản thân những đức tu học thay đổi số mệnh, tu học thay đổi số mệnh. Thí dụ như đức sống với đại chúng trong chùa, những đức thường là hỏi han đại chúng. Dù là công việc riêng, việc những đức rất nhiều, nhưng những đức cố gắng tranh thủ thời gian để thăm lơm hỏi han các cụ. Người già mình nghĩ rằng người ta xa gia đình người ta, sự quan tâm, sự nhắc nhở, sự hỏi han, sự lo lắng giúp cho người ta an tâm là phước báo của mình cực kỳ lớn, thay đổi số mệnh cuộc đời cực kỳ lớn. Nên những đức nói rằng những người hữu duyên tuổi trẻ phát tâm đi tu, gặp điểm chùa của mình là chỗ đặc biệt để chúng ta cùng tu phước tu duyên tuyệt vời, sống cuộc đời cực kỳ có ý nghĩa. Việc này là việc quan trọng, quý vị. Sống cuộc đời cực kỳ có ý nghĩa. Và chúng ta được tiếp nhận giáo dục nữa chứ. Như bản thân những đức gặp Phật Pháp được tiếp nhận giáo dục, số mệnh cuộc đời thay đổi. Từ ngay chỗ nào? Quan tâm, lo lắng, thương yêu, giúp đỡ. Họ có những điều gì sai, những gì sai mình chân thật nhắc nhở, những đức nó thật lòng. Những người mà những đức thường nhắc nhở, những người những đức thường nói tới là mình rất là quan tâm với họ.
Còn những người mà đã mình không muốn nói tới gì luôn thì quý vị nghĩ mình hiểu rồi đó. Nên á, sống cùng với nhau, quan tâm lo lắng cho nhau là gì cực kỳ quan trọng. Không phải chỉ có quan tâm lo lắng cho nhau vì lời ngọt dịu không, mà có những khi quan tâm lo lắng cho nhau vì cái sự gầy chách để dạy. Đây cũng là sự quan tâm lo lắng cho nhau. Quý vị phải nhớ nha. Mình làm chủ cũng vậy, mình phải quan tâm người làm công. Cuộc đời của họ sanh ra đời thiếu phước, họ nghèo, họ đi làm thuê làm mướn. Bây giờ chúng ta gặp được Phật Pháp, chúng ta nghe được giáo dục, chúng ta làm chủ, chúng ta dẫn dắt họ để được tiếp nhận giáo dục. Quý vị mà là ông chủ như vậy là ông chủ tuyệt vời, ông chủ thịnh vượng lâu dài. Nên tất cả những công ty xí nghiệp, những người làm chủ cả nên dẫn dắt nhân viên làm việc của mình ngày Chủ nhật cộng tu hay là chiều thứ bảy để được đến tiếp nhận giáo dục. Quý vị làm được việc này, quý vị là ông chủ số 1. Như thời Đức Phật còn tại thế, ngài cấp cô độc, ngài đưa lên quy tắc là rằng tất cả những người vào nhà ngài làm công cho ngài, trước nhất là quy tam bảo. Và ngài dẫn dắt những người làm công trong gia đình ngài đều đến quy y Phật và được nghe giáo pháp của Phật để được thay đổi số mệnh cuộc đời. Nên tất cả những người làm chủ nên học theo ngài cấp cô độc, là một vị trưởng giả, dùng vàng để lót mặt đất để mà mua đất của Kỳ Đà để mà cúng dường cho Phật để xây tịnh xá Kỳ Viên. Từ nơi đó quý vị biết rằng là họ giàu sang phú quý, nhưng họ lại biết tu phước tu duyên đúng nơi đúng chỗ, tuyệt vời. Bản thân những đứa không có phước duyên, xấu, thiếu học, nhưng may thay những đứa gặp được Phật Pháp mà gặp ngay tịnh độ, rõ ràng thay đổi số mệnh cuộc đời luôn. Nên bây giờ những đứa rủ rất nhiều người trẻ để cùng chung tay những đứa nuôi dưỡng người già. Chúng ta trở thành một điểm đặc biệt lớn để nuôi người già. Chúng ta không thể nào gom hết người già, nhưng chúng ta phải làm hết khả năng của chính mình làm được. Và thượng mình thì có duyên xây chùa, những đức thì có duyên nuôi người già. Quý vị chỉ cần có một tấm lòng chân thật thương yêu, quan tâm, lo lắng, giúp đỡ. Bệnh đau thì hỏi an. Cái quan trọng vô cùng quý vị nuôi con người là quý vị an tâm cho họ. Họ cảm thấy sống với mình họ rất an tâm, họ rất bình yên, họ rất là vui. Như vậy thì tất cả việc quý vị làm nhất định thành công. Còn họ sống với mình mà cảm thấy lo âu, buồn phiền, nặng nề, tiêu cực thì kể như quý vị không thành công. Quý vị phải nhớ, sự thành công là do từ con người. Nếu như con người đã không vừa lòng thì tức khắc quý vị không thành công. Nên bằng cái đạo đức chính bản thân mình phát triển, học được tư tưởng người xưa, quý vị nhất định sẽ thay đổi cuộc đời. Quý vị coi như Bác Hồ là một lãnh tụ cao nhất của một nước. Như vậy mà sự quan tâm gần gũi, thương yêu nhân dân, ngài rất gần gũi. Tấm gương này nhất định chúng ta phải học. Sức gia hay cư sĩ gì cũng phải học. Vì một hành động quá tuyệt vời, quan tâm lo lắng. Từ trẻ em trẻ nhỏ, Bác Hồ đều thương yêu lo lắng. Dù ngài ở phương xa, nhưng có khi những lá thơ gửi về cho các cháu thiếu nhi chuẩn bị đến trường học hoặc là dịp trung thu, thì từ nơi đó là cái tâm của Bác cực kỳ lớn, nuôi dạy mầm non, mở trường học cho các cháu được đến trường học tập, rồi thường xuyên là phải sống đoàn kết, con người phải giúp con người, thương con người. Quý vị đọc trong lịch sử Bác Hồ thì biết liền. Một hành động như vậy vì sao chúng ta không học? Nếu như chúng ta thiếu phước thiếu duyên, chỉ cần học được một cái hành động đạo đức thôi là tức khắc chúng ta thay đổi cuộc đời. Nên những đức nói rằng con người, quan tâm con người là việc cực kỳ quan trọng. Và con người được tiếp nhận giáo dục là việc cực kỳ quan trọng. Từ cái giao tiếp đối với người, từ cái hành động của mình mỗi lúc mỗi nơi, mình đều có góc độ nhận thức. Đi đến nơi đông người, mọi người người ta không ai nói chuyện, mình đừng để điện thoại reo. Mở nước, mở nhẹ nhẹ, vừa vừa thôi. Rửa chân, rửa tay, tắm đi chăng nữa cũng phải biết tiết kiệm nước. Quý vị có con người vậy là hiểu định lực nhân quả. Đời này mình sanh trong một quốc
gia quá phước báo. Biết đâu những đời sau mình sanh trong những đất nước châu Phi thiếu phước, chúng ta sanh ngay trung tâm Phật Pháp tiếp nhận giáo dục. Nếu như phước giảm đi, chúng ta làm người sanh nơi biên địa thì coi khổ cỡ nào chứ, không biết gì là Phật Pháp cả, hiểu không? Nên mỗi một con người dù giàu sang cỡ nào, nhưng cái việc mà chúng ta tích phước là việc cực kỳ quan trọng. Nên nhiều người giàu sang ngày xưa chừng đức trên thành phố như Đức thấy, họ giàu sang, họ ăn uống, họ kêu đồ ăn cả mâm, ăn mấy đũa bỏ. Những đức nói rằng mình ăn uống mà ăn xong giấy mình lau miệng, mình phải xếp gọn để chứ không được liệng giấy vô đồ ăn. Tại vì ngày xưa những đức đã từng làm nhà hàng quán ăn, khi đồ ăn dư vậy thì người ở bên trong người ta lụm đồ ăn cũ lại, tối người ta hâm lại để những người làm công ăn. Từ nơi đó mình phải ăn lịch sự, sạch sẽ, gọn gẽ. Từ đồ ăn gì bỏ qua bên để gọn gẽ, còn tô đồ ăn nào ăn còn để đàng hoàng sạch sẽ, để người sau người ta có ăn, người ta ăn sạch sẽ gọn gẽ. Mình chỉ cần có một cái tâm vậy là mình có phước rất là lớn. Có tâm vậy là có phước rất là lớn. Còn mình đi đến đâu cũng nhà vệ sinh người ta có dép, người ta đi vào, mình để dép mình ở ngoài chứ không được mang dép dơ mình đi thẳng vào nhà vệ sinh này kia. Nên từ đó những cái hành động như vậy của mình nhất định là mình gây dựng được một cái đạo đức, một cái phước báo và thay đổi số mệnh của cuộc đời mình luôn. Thí dụ như mình có học vị cao, mình ở thành thị, hoặc là mình đi du học nước ngoài về, mình trở về miền quê, một cái nơi mà miền quê còn chân chắc vô cùng, chưa hiểu biết nhiều, mình cũng không có dùng cái hành động mà chúng ta hiểu biết để xem thường người khác. Những người mà có học vị mà đi xem thường người khác là con người vì không có đạo đức, phải nhớ. Nên những đức nói rằng sự quan tâm lo lắng nghĩ ngợi cho người và một hành động được tiếp nhận giáo dục, có nhân cách sống đi đến đâu cũng có thể áp dụng được một nhân cách sống đàng hoàng, đúng đắn. Đừng bao giờ chỉ biết nghĩ cho mình mà không nghĩ cho người khác. Những cái gì mình không muốn thì đừng đem cho người. Chỉ cần có một hành động như vậy thì phước báo vì cực kỳ lớn, phải nhớ. Nên nhớ cái câu quan tâm người cực kỳ quan trọng. Từ khi còn nhỏ đã tập quan tâm người khác. Bản thân của mình á, bị chạy chụa tay một chút là mình thấy đau. Vì bản thân người khác chạy chụa tay một chút cũng đau. Vì thì con vật, con thú vật nó cũng bị đau. Vì thì chúng ta có tâm từ bi liền. Mình nghĩ mình thì mình sẽ có tâm từ bi với tất cả chúng sanh liền. Hoặc là khi mình bệnh đau, trạng thái mình khó chịu, vì tất cả những người bệnh đau, trạng thái người ta cũng khó chịu. Vì thì tất cả những người già, những người già cả, người ta bệnh đau người ta cũng cảm thấy khó chịu. Nên mỗi một con người mình thông cảm cho người già thì tương lai mình già người ta thông cảm cho mình. Thí dụ như giờ mình cắt một cái nhà mình ở, tương lai người già được ở, từ cái cầu thang mình lót cũng làm sao cho người ta đi được. Hoặc nghĩ người già lên cao làm sao được, nghĩ ngợi cho người ta. Nên hành lang đi có cây đồ dịnh để cho người ta đi, người ta không bị dấp té. Nên những đức nêu lên những cái việc chùa mình bên kia xây, hòa thượng xây 4 tầng. Những đức lãnh cái chương trình làm thang máy, kêu gọi hàng Phật tử quý vị, đủ duyên quý vị cúng dường làm thang máy. Vì 4 tầng mà sao người già lên trên được. Từ nơi đó mà nhờ cái thang máy các cụ bước vào bấm cái đi lên, thì 4 tầng đó mới sử dụng được đặc biệt. Nếu không mà để thang bộ thì sao người già lên đây quý vị, dấp té cái gãy tay gãy chân tội nghiệp. Nên những đức mỗi lần mưa gió, những đức có thông báo các cụ ơi đi cẩn thận các cụ, chờ mưa trơn trượt nghe, tuổi già rồi đi một cái té một cái gãy tay gãy chân lâu lành lắm. Còn chùa chiền những đức bắt đèn thiệt là sáng gì sao quý vị, vì lỡ bằng đêm các cụ lụm cụm sợ cụ té. Ăn uống thì những đức thường nói với đại chúng nấu cái gì mềm mềm cho các cụ dễ ăn, thay đổi đồ ăn đồ uống cho các cụ. Quý vị biết đây là sự quan tâm một con người mà những đức thay đổi số mệnh cuộc đời những đức rõ ràng 100% luôn. Vì bản thân những đức muốn người khác quan tâm cho mình thì bản thân mình phải quan tâm cho người khác. Quý vị phải nhớ nha quý vị, cái việc này cực kỳ quan trọng luôn đó, rất là quan trọng đó. Nên người già mình thương yêu họ là đang bồi cái gốc, người trẻ mình dạy dỗ họ
là đang vào cái gốc. Con nít được dạy dỗ cả đời sống tốt đẹp, tuổi già nhất định hạnh phúc. Con nít không được dạy dỗ xài hết phước, tuổi già nhất định khổ đau, chắc chắn 100%. Người xưa nói câu, tuổi trẻ hết phước, tuổi già khổ đau, tuổi trẻ tích phước, tuổi già sung sướng. Mà càng có phước thì càng đem phước chia cho người ta. Nhớ. Nên những đức bây giờ học Phật, những đức thấy vui là vì mình biết đem cái lợi ích chia cho người ta. Những đức bữa nay đi lót gạch xung quanh chùa, dọn dẹp sạch sẽ, lên đây hồi nãy tắm xong là 7:10, 7:10 xong những đức ngồi, những đức nói mình gánh được chút thời gian thôi, mình chia sẻ một cái đề tài là mỗi người ai cũng cần được sự quan tâm, dành chút thời gian này để học tập quý vị cũng được coi, vì đem những buổi này chia sẻ ra để con người quan tâm đến với con người. Những đức nói rằng một gia đình phải có sự quan tâm nhau, buổi sáng phải có một buổi cơm ngồi ăn chung với nhau. Những đức thường nhắc cái này hoài. Xong mình nói chuyện với vợ với con mấy câu nhắc nhở nhau một ngày, tối về gặp nhau có buổi cơm gia đình, gia đình này sẽ có sự hạnh phúc. Vợ chồng thường hỏi han quan tâm nhau, hỏi gì việc làm mình sao sao của vợ của chồng, nhắc vợ nhắc chồng mình có con cái à, nghe đi ra ngoài đi làm phải suy nghĩ gia đình của mình, đừng có tùy tiện rồi quên đi, rồi có những người ta chọc ghẹo nói chuyện ngọt dịu này kia đồ, ra đường này kia đồ, mình phải chỉ dạy vợ hoặc chồng. Còn nếu như lao đi kiếm tiền mà không quan tâm nhau, không hỏi han nhau, có khi có tiền mà gia đình lại đổ vỡ. Gia đình đã đổ vỡ rồi thì có tiền chứ quý vị. Nhớ việc những việc này cực kỳ quan trọng. Đừng đợi mắt châu mà muốn làm chuồng. Nhớ nha quý vị, mắt vợ mắt chồng mà lúc đó mới hối hận. Còn con cái đang tuổi trưởng thành đang lớn, mình phải đưa cho con cái mình giáo dục, chỉ dạy, nói về cái lợi hại trong cuộc đời. Nên những đức nói rằng cái ngày thứ bảy chùa mình, tất cả những người ông bà cha mẹ nên cho con cháu đến đây để được học tập mỗi tuần thứ bảy. Và vợ chồng đến để làm chi? Để được bồi dưỡng giáo dục. Vợ chồng càng thương yêu khoáng khích với nhau hơn, gia đình sẽ được hạnh phúc. Vợ chồng hạnh phúc dạy con đàng hoàng, việc này quan trọng lắm quý vị. Nên sự quan tâm giữa con người đến với con người, và làm con quan tâm đến cha mẹ là gì? Là lẽ tất nhiên. Nếu quý vị muốn con quý vị quan tâm cho quý vị bao nhiêu thì quý vị lo cho cha mẹ quý vị bao nhiêu. Cha mẹ sanh mình nuôi mình khôn lớn, cho mình đi học, tạo gia đình cho mình. Bây giờ mình lo sự nghiệp mà mình để cha mẹ một cái xó nào là không đúng. Quan tâm cha mẹ không phải là ăn đầy đủ là được, bặn đẹp là đủ, không phải. Mà là phải có sự quan tâm thương yêu, hỏi han cha mẹ mỗi ngày. Cha mẹ mai mốt già rồi chết đi, chúng ta muốn gặp gặp cũng được. Tại sao chúng ta không trân quý thời gian khi cha mẹ còn sống, mà mình nên quan tâm cho cha mẹ. Việc này là việc cực kỳ quan trọng mà con người có khi chúng ta để khi mất đi rồi hối hận ấy vậy. Cha mẹ còn sống mới chân thật quan tâm lo lắng. Cha mẹ thèm cái gì mua cho cha mẹ ăn cái đấy. Cha mẹ chưa được tiếp nhận Phật pháp hướng dẫn cha mẹ từ từ, cha mẹ không tiếp nhận chúng ta không được ép, không được tức tối. Tại vì bổn phận làm con là hiếu với cha mẹ và quan tâm cha mẹ, lo lắng. Mình thương chồng thì mình thương cha mẹ chồng, mình thương vợ thương cha mẹ vợ, đều là có sự quan tâm cho nhau. Thì sợi dây mà tình cảm con người này làm sao gia đình này mà thiếu hạnh phúc. Thì biết vì sao bây giờ gia đình mà dễ tan vỡ không? Vì làm dâu không quan tâm cha mẹ bên chồng, làm chồng không quan tâm cha mẹ bên vợ. Thiếu sự quan tâm có nghĩa là ăn trái mà không nhớ kẻ trồng cây, uống nước mà không nhớ nguồn, thì làm sao gia đạo này thịnh vượng được quý vị. Nên sự quan tâm nhau giữa con người đến với con người cực kỳ quan trọng. Và sự lịch thiệp chào hỏi nhau, một gương mặt tươi vui gặp một con người, đó là một nhân duyên tuyệt vời. Dù là chưa từng quen nhau, gặp nhau, họ ta nhìn mình cười cái mình gật đầu một cái, đây là một cái đạo làm người đến với con người. Một con người như vậy thì phước duyên cực kỳ lớn luôn. Còn con người mà đi đâu cũng cái mặt chầm dầm chù ụ là hết phước hết duyên. Cái việc này cực kỳ quan trọng quý vị. Con ngày Chủ nhật người ta về chùa mình ao 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 lại lý do gì? Vui, nhiệt tình, lo lắng, quan tâm, vui vẻ, hoan hỷ, người ta được lợi ích rất là lớn. Nên mong rằng những bài học tập này chúng ta sẽ gặt hái được rất nhiều cái
tâm giữa con người đến với con người nha. Đừng nên hẹp hòi ích kỷ, chỉ luôn luôn biết mình, luôn luôn chỉ biết cầm chiếc điện thoại. Con người bây giờ thiếu tình cảm với nhau là do gì? Bị chiếc điện thoại nó chen vào. Và tự nhiên con người bây giờ chỉ cầm điện thoại, gom thế giới này vào chiếc điện thoại. Họ không coi xung quanh gì hết, họ không nghĩ ai khổ gì hết. Rồi tới giờ họ đi bớt cơm, không biết ai nấu cơm cho họ ăn. Nên con người vậy là không được tiếp nhận giáo dục quý vị. Xài điện thoại để nghe gọi, chứ không phải lúc nào cũng ôm chiếc điện thoại, để không biết được sự khổ đau của xung quanh bao nhiêu con người. Nên con người trong thời đại lâu ngày thiếu đi tình người. Đã là con người mà không có tình người làm sao được làm thắng người nữa. Nên nhớ, nên quan tâm con người là việc cực kỳ quan trọng. Đi ngoài đường gặp một người bán vé số, một người nghèo khổ, có tật nguyền hoặc là đi sinh, chúng ta chỉ cần có một cái tâm thương yêu, một đồng một cắt giúp đỡ, một lời chào ông chào bà, một nụ cười đến với người nghèo khổ, hoặc là biết tu niệm một câu Phật hiệu cho họ nghe. Cái hành động này quý vị là một hành động đại phước báo nhân duyên, mà quý vị có thể làm chủ cả, cũng dạy được nhân viên quý vị được tốt đẹp. Nên một ông chủ vui vẻ lịch thiệp dạy nhân viên đàng hoàng, như vậy thì nhân viên của mình sẽ là những người đặc biệt ở trong công ty của mình, giúp cho công ty mình càng ngày càng phát triển. Cái đạo đức cực kỳ quan trọng, và sự quan tâm lo lắng cho con người, việc cực kỳ quan trọng. Đây là giữa con người đến với con người. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả những người hữu duyên chúng ta cùng học tập như vậy. Quý vị có thể tiếp nhận giáo dục sống thật là tốt đẹp, không buồn giận ai để trong tâm, vì tin sâu nhân quả. Những gì mình đã tạo ra hôm nay mình chịu quả báo, tốt hay xấu là do mình đã tạo ra. Nên những đức thường nói cái câu thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Nên nguyện Tam Bảo gia hộ quý vị, chúc quý vị vui vẻ an lạc, lúc nào cũng có nụ cười, gương mặt tươi vui, miệng nở nụ cười, gặp người biết chào hỏi bằng câu A Di Đà Phật là hàng Phật tử biết tu, và gặp được tịnh độ tín nguyện niệm Phật cả đời. Khi cuối cuộc đời chúng ta hẹn gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc, chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.